trong giới đàn tăng đó, thì giới kinh ghi rất là rõ ràng, công đức xuất gia một ngày bằng tu tại gia một năm. Ở đây không phải là chúng ta phân biệt để chúng ta tự nâng mình lên thành một cái đẳng cấp khác, nhưng mà để thấy được rằng chúng ta dám mạnh dạn xếp lại tất cả những niềm vui, những nhu cầu thiết yếu của một con người bình thường trong cái cuộc sống này, không phải ai cũng có thể làm được. Các con thấy đó, rất là nhiều người muốn xuất gia giao duyên, nhưng mà họ không có giải quyết dứt được cái chuyện riêng của họ. Họ có đăng ký nhưng mà họ cũng không đến đây, phải không? Để thấy được rằng chúng ta là những con túng mã, thì những con túng mã có thể bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu hèn. Mình không phải là mình ngẩng cao đầu gì, không phải là mình phải làm cái gì đó là gây gớm cho bản thân mình, nhưng mà mình phải cảm nhận một điều rằng mình đang có phước báo, và trách nhiệm của chúng ta là phải nuôi lớn cái phước báo đó nữa. Giống như là trong Phẩm Phổ Môn đã nói, phước bất đường quy. Đức Phật dạy mình như thế. Thực tiễn thì không phải ai cũng được xuất gia, cho nên Đức Phật mới trợ duyên cho tất cả chúng ta phát tâm xuất gia có thời hạn, gọi là đoạn kỳ xuất gia. Nói cho nó sang, cho nó chảnh vậy đó, đoạn kỳ xuất gia. Chu cái miệng cho tròn, đoạn kỳ xuất gia. Dịch ra là xuất gia gieo duyên. Đoạn kỳ tức là thời gian ngắn, đoạn là ngắn, kỳ là cái thời hạn. Đoạn kỳ xuất gia tức là mình xuất gia có thời hạn. Thì dịch ra đó là xuất gia gieo duyên. Thì tối thiểu nhất là bao lâu? Tối thiểu nhất là bao lâu? Đúng rồi, tối thiểu nhất là 24 tiếng đồng hồ một ngày dưới hình thức tu bát quan trai. Mẹ đứa con cũng khá rồi đấy chứ hả? Đó là cái hình thức đoạn kỳ xuất gia. Phải nói Đức Thế Tôn hết sức là từ bi, cho nên mở ra một phương tiện trợ duyên cho những người Phật tử bận biệu, những người Phật tử mà muốn gieo một cái nhân xuất gia tu tập. Thì cái việc mà chúng ta sống tốt hơn, chúng ta cải thiện cái dòng suy nghĩ của mình, cải thiện hành vi, cải thiện lời nói, cho nên chúng ta phát tâm tu tập miên mật ở những cái khóa tu đoạn kỳ xuất gia như thế này là một cái điều rất là cần thiết trong cái cuộc sống. Có lẽ bây giờ thì các con chưa có suy nghĩ nhiều đâu, nhưng mà tới cái ngày cuối cùng đó, chuẩn bị xả giới đó, mình cảm thấy tiếc lắm. Vì cuộc sống mà chúng ta phải xả giới, chúng ta quay trở lại với đời thường của mình, nhưng mình ước gì mà được sống cái nếp sống này, được sống một cái đời phạm hạnh, một cái đời sống mà thanh tịnh. Chúng ta không có cần phải bon chen, không cần phải hơn thua, không cần phải hiềm khích giận hờn ai. Mặc dù mình biết hết chứ, mình biết cảm nhận. Thí dụ như mình ngồi kế cái nồi canh chua, mình cũng biết nó chua. Tức là ngồi kế cái ông đạo bạn, mồ hôi của ổng hơi nặng đó. Chúng ta vẫn còn có xúc giác, vẫn còn có cảm nhận. Hoặc là ngồi kế một cái cô mà cái tập khí của cổ là cổ nhiều chuyện, cứ dòm ngó người này dòm ngó người kia, cứ nói chuyện này cứ bàn chuyện nọ, làm cho mình cũng bực mình. Nhưng mà bình thường là mình cự lại á, nhưng hôm nay xuất gia giao duyên cũng cần thiết. Vì sao? Vì ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh rồi, không có cần thiết chuyện gì nữa hết á. Mình cứ ngồi mình sờ cái đầu là mình cảm thấy không có còn cái chuyện gì để cho chúng ta phải bận lòng. Cái đầu nó trọc lóc rồi còn cái gì nữa mà bận lòng. Cái đầu mình không còn một sợi tóc mà mình hơn thua làm gì, thị phi làm gì, phải trái làm gì, đúng sai làm gì, ai đúng ai sai, thực ra cũng đều là trần tâm vọng khởi. Tại vì mình gắn liền với ngã chấp, với quan điểm cá nhân của mình, thì mình bị cản trở bởi cái quan điểm cá nhân của mình, bị chướng ngại bởi cái suy nghĩ, cái tư duy và cái kiến thức, thậm chí chính bởi cái nhận thức của chúng ta nữa kìa. Mình chưa đạt tới trình độ cao, tu mà không thấy mình tu,
Nhưng mà ít nhất mình cũng thấy mình đang được xuất gia giao duyên, đang được khoác trên mình một cái chiếc y, chiếc áo giải thoát nha. Mình đang được cạo đầu, tức là mình đã giải thoát được những cái phiền não rồi, ít nhất là mình giải thoát được cái lược. Mấy cô đứng ở trước gương chải đầu thôi, chải tóc thôi, nhúng qua nhúng lại, lượn tới lượn lui, rồi phát hiện ra tóc bạc, rồi bắt đầu phải cho thêm màu này màu kia màu nọ, bữa nay khỏi có màu gì hết á con ơi. Thế còn cái gì nữa? Công đức nó phát sinh từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mình buông xuống được. Những cái đó bình thường chúng ta không buông được á, nó chạm tới mình không cãi lại, mình có học mà, mình người tương đối có giáo dục tốt, cho nên chúng ta không cãi lại, nhưng mà mình không vui, trong lòng mình cảm thấy không thoải mái. Nhưng hôm nay tóc Trần Thế đã trả lại cho Trần Thế rồi thì phiền não không là gì đâu em à. Xá gì một ánh mắt không hài lòng, xá gì một cái cử chỉ của người đó nó xúc chạm tới cái quyền lợi của mình, hoặc là cái danh dự của mình, không có là cái gì hết. Cho nên được phát tâm tu học nghiêm túc ở những khóa tu này, đó là một cái quyết định đúng đắn. Thầy ủng hộ việc làm của tất cả các vị. Có một số vị nói bài đặt xuất gia thì xuất gia, bài đặt xuất gia giao duyên, giỏi xuất gia luôn đi. Không lẽ mình trề môi, tôi muốn lắm nhưng mà tại tôi chưa đủ điều kiện. Cái chuyện đó bình thường phải không? Mấy đứa con nghĩ phải không? Ai mà không muốn xuất gia luôn? Mình rất là muốn xuất gia luôn, nhưng mà tại điều kiện của mình chưa có cho phép, cho nên mình len lén mình xuất gia giao duyên. Không thương tình, không trợ duyên, bày đặt núng chề, chê mình. Vậy chứ Đức Phật dạy chúng ta tu Bát Quan Trai Giới là gì? Có phải là giới thiệu cho chúng ta cái nếp sống xuất gia không? Dạy cho chúng ta tập với cái nếp sống xuất gia, dạy chúng ta gieo một cái nhân xuất gia cho tương lai. Khuyến khích người ta xuất gia thì nên khuyến khích. Không khuyến khích người ta được thì đừng có chê. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc trong vấn đề trách nhiệm của mình, nhất là khi chúng ta là trụ cột của gia đình. Thầy nói cái này mấy cô chắc là phải hiểu. Con cái nhiều nhóc nhỏ xíu thì dục đó đi xuất gia tu thành gì? Thành Phật không biết có thành không, nhưng mà trước mắt là thành một cái người lạnh lùng quá, chối bỏ trách nhiệm, nói hơi thẳng thắn tức là tàn nhẫn với lại trẻ thơ. Cái đó không nên. Có một số các anh chị mà có gia đình, kinh tế cũng tương đối ổn định, thì lại có cái chí hướng xuất gia, nhưng mà con cái còn nhỏ đó, thì thầy cũng công tâm thầy khuyên thôi. Thầy nói con à, nuôi con cái cho nó lớn đi, cho nó trưởng thành đi, xuất gia lúc nào cũng được. Bây giờ mình tu tại gia, thân tại gia, nhưng mà tâm mình là tâm xuất gia, giữ giới giống như các thầy, tụng kinh bái sám giống như các thầy, ăn uống sinh hoạt giống các thầy, thì mai mốt mình xuất gia nó không có bỡ ngỡ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình xuất gia mà cái trách nhiệm của mình nó chưa được tròn đầy đó, chưa được viên mãn, thì có thể nó sẽ tạo ra một số những cái dư luận không tốt đối với là những cái người khắt khe, thì tội nghiệp họ, không khéo rồi họ bị cái tội phỉ báng tam bảo, rồi họ cản trở người xuất gia, họ dè biểu những người xuất gia, thì không nên. Tại vì mình không có tạo thêm cái nhân duyên cho họ suy nghĩ không tốt về người xuất gia. Cái đó thầy không có cản mấy người đó xuất gia, nhưng mà thầy khuyên là nên làm xong cái trách nhiệm rồi hãy xuất gia. Có một số người thì nóng lòng rồi nôn ruột đi xuất gia, thì cái này ít số ít thôi. Xuất gia là mình ép mình đi xuất gia, tại vì thích quá, lý tưởng quá,
Rồi khi đâm đầu vô xuất gia cái nó dội ngược bởi những điều ngoài suy nghĩ. Đâu phải lúc nào cũng ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh đâu. Người xuất gia đâu phải chỉ làm một cái chuyện đó, làm rất là nhiều chuyện. Thì lúc đó lại đứng trước ngã ba đường, tới cũng không được, lùi cũng không xong, tiếp tục xuất gia thì lại không kham nổi, nhưng mà quay trở về thì sĩ diện, cái đó rất là khó xử. Cho nên đợi tới nhân duyên chín mùi, cái đó là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Cho nên thật sự hôm nay đó, nhận lời đi đến đây thầy rất là vui, rất là hoan hỷ. Khi mà chúng ta tham gia những cái khóa tu gieo duyên ngắn hạn như thế này đó, thì ít nhiều gì chúng ta cải tạo được cái phước và cái đức của mình, và công đức của chúng ta được dung bồi thành tựu. Trước nhất chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta có thể xa lìa được ba đường ác. Một khi mà đã xuất gia, cái nhân xuất gia nó sẽ đưa đến cái quả đó là chúng ta xa lìa được ba đường ác, và thậm chí chúng ta có thể tái sinh tới những cảnh giới tốt đẹp hơn, đó là cảnh giới chư thiên hoặc là những cảnh giới cao hơn, nếu như cái năng lực tu tập của chúng ta tùy theo thiền định sâu cạn mà chúng ta có thể sanh tới những cái cảnh giới chư thiên nó cao hơn. Thưa với lại quý vị, trong Kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm 40 tập 3 đó, thì có chép lại một cái câu chuyện như thế này. Tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sửa lại pháp phục của mình ở Bình Bát, đi vào thành Tỳ Xá Ly khất thực. Thì lúc bấy giờ trong thành Tỳ Xá Ly có một đại trưởng giả tên là Tỳ La Tiên, hoặc có nơi chép là Tỳ La Tiên Na. Ông ta rất là giàu có, nhiều tài sản không thể tính kể. Nhưng mà Tỳ La Tiên Na này rất là keo kiệt, tham lam, chẳng bao giờ có cái tâm để bố thí. Ông ta hưởng cái phước cũ của mình mà không có tạo thêm phước mới. Thì lúc mà Đức Phật đi khất thực tới đó đó, là nhằm cái lúc ông ta đang đàn ca sướng hát vui chơi với lại các nữ nhân ở trong cái biệt viện của ông. Ông không màng tới cái chuyện ở bên ngoài, những người đau khổ, và cũng không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề vô thường nó chi phối cái cuộc sống của ông. Thì Đức Thế Tôn biết mọi chuyện, nhưng mà vẫn hỏi tôn giả A Nan là: này A Nan, ta nghe tiếng hát sướng kỹ nhạc là ở nơi nào vậy? Thì tôn giả A Nan mới trả lời bạch Đức Thế Tôn: đó là nhà của trưởng giả Tỳ La Tiên Na. Thì Đức Phật mới bảo rằng: A Nan có biết không, trưởng giả Tỳ La Tiên Na này sau 7 ngày sẽ chết, và sau khi chết ông ta sanh vào trong cảnh giới địa ngục thế khóc, tức là địa ngục mà chỉ có khóc thôi, thế khóc tức là khóc, đó là cái từ Hán Việt. Đức Phật mới giải thích là vì sao như thế, là bởi vì trưởng giả nếu là người đoạn căn lành thì lúc mạng chung thì đều sanh vào cảnh giới của địa ngục thế khóc. Tức là cái người mà cắt đứt đi cái thiện căn của mình. Và ông trưởng giả này là cái người đang làm những cái việc cắt đứt thiện căn của mình. Nay trưởng giả này phước cũ đã hết rồi mà không chịu tạo phước mới. Thì nghe như thế thì tôn giả A Nan mới bạch với lại Đức Phật rằng là: kính bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên nào mà có thể làm cho trưởng giả này sau 7 ngày không chết? Tôn giả A Nan hỏi một câu hỏi rất là khó, trong khi Đức Thế Tôn đã chỉ dạy rất là rõ ràng là ông này 7 ngày sau là chết. Với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật biết được tất cả mọi chuyện. Vậy mà tôn giả A Nan vẫn hỏi: làm cách nào, có cái cách nào mà sau 7 ngày ông này em không chết?
Thì Đức Phật mới bảo với Tôn giả A Nan là chẳng có nhân duyên nào mà làm cho ông ta không chết được. Những việc mà ông ta đã gieo trồng ngày xưa, hôm nay đã hết rồi. Điều này không thể tránh khỏi. Thì nghe Đức Phật quả quyết như thế, Tôn giả A Nan lại còn níu kéo thêm, thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, có cách nào khiến cho trưởng giả này không sanh vào địa ngục thế khóc không? Không cứu sống được thì bây giờ phải cứu chết. Mà sau khi chết thì sanh vào cảnh giới địa ngục thì tối tâm đau khổ, cứ khóc ngày khóc đêm thê thảm quá. Cho nên Tôn giả A Nan động lòng thương xót. Đức Thế Tôn mới đáp rằng: Này A Nan, có một cách này có thể khiến cho trưởng giả không thác sanh vào địa ngục sau khi chết. Thì Tôn giả A Nan mới bạch Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, bởi nhân duyên nào mà khiến cho trưởng giả không bị thác sanh vào cảnh giới địa ngục, xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ bài. Thì ngay lúc đó Tôn giả A Nan mới nói rằng: Nếu như trưởng giả này chịu cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thì có thể khỏi được tội này. Thì một lát nữa thầy sẽ kể tình tiết cái câu chuyện này nó chi tiết hơn, và có những điều mà Đức Phật dạy nó cụ thể hơn. Thì đại khái, đại ý của cái câu chuyện này nó là như thế. Thì chúng ta thấy đối với lại cái bài pháp thoại này, Đức Phật đã trợ duyên cho trưởng giả Tỳ La Tiên từ một cái chỗ lo làm ăn, hưởng thụ dục lạc, chỉ lo hưởng phước cũ mà không tạo thêm phước mới. Sau 7 ngày nữa chết, phước báo cạn kiệt, thác sanh vào những cảnh giới đau khổ, đó là cảnh giới địa ngục. Nhưng mà nhờ cái công đức xuất gia cuối đời mà được sanh về cõi trời. Thì trong kinh ghi rằng trong cái ngày xuất gia cuối đời ấy, trưởng giả Tỳ La Tiên được Tôn giả A Nan dạy tu 10 pháp quán niệm. 10 pháp quán niệm này còn gọi là thập niệm. Tôn giả A Nan dạy rất là kỹ cho Tỳ La Tiên luôn nhớ và tu hành. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thôi Dứt, niệm Hơi Thở, niệm Thân và niệm Tử. Và khi ông ta thực tập 10 pháp quán niệm này thì ông được một cái quả lớn, đó là được cái vị cam lộ từ pháp lạc. Thì trưởng giả Tỳ La Tiên chỉ xuất gia tu tập được một ngày, chỉ có một ngày thôi. Nhờ cái công đức tu tập xuất gia một ngày đó mà thực tập 10 pháp quán niệm này, sau khi chết không có sanh vào cảnh giới địa ngục thế khóc, mà được sanh lên cõi trời tứ thiên dương. Thế thì mới biết được cái công đức xuất gia tu hành không thể nghĩ bàn, phước báo vô lượng. Cho nên dù bận rộn đến mấy, thầy nghĩ rằng là các con nên sắp xếp thời gian ít nhất mỗi năm một lần cần phải xuất gia gieo duyên, tham dự những cái khóa tu như thế này và thực tập những cái phép quán niệm, để trong đời sống hàng ngày của chúng ta tự thân mình có thể vun bồi được cái công đức. Tỳ La Tiên chỉ xuất gia có một ngày, sau lời chỉ dạy khai thị của Đức Phật và hướng dẫn của Tôn giả A Nan mà ông ta tu tập đạt được cái kết quả như thế. Quý vị ở đây tu bao lâu? 7 ngày phải không? 7 ngày là hơn Tỳ La Tiên rồi đó, ngon lành hơn rồi đó. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn còn nhớ, không biết ở nhà giờ ổng có cơm ăn chưa. Thấy trời mưa thì suy nghĩ theo kiểu trời mưa, thấy trời nắng thì chúng ta lo toan theo kiểu trời nắng, đủ chuyện hết. Cho nên đối với lại mấy bạn nào mà chưa có gia đình, chưa có vướng bận gì hết, xuất gia giao duyên sẽ là cái bước đệm để tiến tới xuất gia luôn.
Chứ còn các vị mà nửa đời hương phấn rồi đó, nó lỡ làng rồi, bây giờ là ráng lắm là mới đi xuất gia giao duyên thôi, chứ về vì trách nhiệm chúng ta chưa thể xuất gia vĩnh viễn được. Thì các bạn nào mà chưa có lập gia đình, chưa có bị buộc ràng bởi những cái chuyện đông chuyện tây, bởi những cái chuyện mà nhi nữ thường tình đó, đó. Cái đó gọi là tử truyền thê phược đó, tức là con buộc vợ trói đó, thì chúng ta nên lập hạnh xuất gia. Bây giờ chúng ta có thể đi làm, mình nuôi cha nuôi mẹ, mình lo cho cha mẹ, nhưng mà chúng ta cứ nuôi cái trí xuất gia đi, chắc chắn các con sẽ được xuất gia. Bởi vì công đức xuất gia tu tập rất là lớn, nhưng với điều kiện phải tu cho nghiêm túc à, tu cho ngon lành á. Nói theo cái kiểu nhà chùa là tu gắt cụ kiệu đó, chứ đừng có tiêu tu mà lơ tơ mơ, tu kỷ niệm, tu lai rai đó là không có được. Kiểu đó là kỳ cục lắm. Thầy nhớ hồi nhỏ ở xóm thầy cũng có chùa, không xóm thầy không có chùa, xóm thầy có nhà thờ. Tại thầy ở xóm đạo, phải đi qua cái xóm khác mới có chùa. Thì thầy nhớ hồi nhỏ thầy đi vô chùa là chủ yếu là đi phá chùa thôi. Đi vô đó là kiếm xôi, kiếm chè, kiếm trái cây ăn thôi. Rồi cũng bày đặt là thắp cây nhang, rồi xá xá, rồi cuốc ba cuốc để mình ăn cho đỡ có tội. Tự mình suy nghĩ như vậy là con nít trong xóm mà nó xúi với nhau, nó nói với nhau, nó biểu nhau, ê mày thắp nhang rồi mày xin trái cây ăn mày để khỏi tội. Mấy đứa con có làm đó không? Chắc không đâu, giờ thì văn minh hơn rồi. Thầy nói chuyện cách đây 40 năm rồi. Cái thời đó nó còn khó khăn, nó còn gian khổ lắm. Thì cái đó cũng là một cái nét văn hóa nho nhỏ. Mình không có ngang ngược. Mình ăn trái cây thì mình cũng phải kính Phật, nhưng mình không biết Phật là gì hết á, không biết. Thì thầy thấy các chùa hồi xưa rất là cực khổ, mấy thầy phải đi làm ruộng làm rẫy, mà không có đông các thầy đâu, một chùa chỉ có mấy thầy thôi. Rồi không những làm ruộng làm rẫy đó, còn đi đám ma nữa. Mà không hiểu tại sao hồi nhỏ thầy rất sợ ma, mà hãy nghe đám ma cái chạy tới coi. Con nít gì đâu mà nhiều chuyện thế ớn. Đám ma cũng chạy đi coi, đám cưới cũng chạy đi coi. Thầy nhớ có một lần, cái đám ma, cái ông đó ở trong xóm thầy, ổng bị bệnh, ổng nằm chỗ lâu rồi ổng mới chết. Mà ổng nằm riết cái ổng co cái chân lại, rồi làm sao bỏ ổng vô cái hòm được. Rồi cái mấy cái anh đó bắt đầu cái mới nắng cái chân ổng lại, cái mới đè ra. Thì có một cái anh đó, ảnh giữ hai cái chân ổng đè xuống. Thì khi đè xuống thì cái gân nó giãn ra, thì nó rút lại, thì cái người ổng bật dậy. Thì cái xác ổng bật dậy, cái hai cái tay ổng ôm cái cổ cái ông kia. Trời ơi, cái ông đóng lớn mà ổng bò càng bò lớn, ổng sợ quá. Tại vì khi đè cái chân xuống thì tự nhiên cái lưng nó bật dậy, cái người nó bật dậy, cái tay nó còn dịu á, quật tới ôm cái cổ, câu cái cổ ổng. Thầy đứng ở ngoài cửa sổ ngà, leo cửa sổ coi con nít gì mà nhiều chuyện thấy ghê thiệt. Mà cả cái xóm thầy như con nít nào cũng nhiều chuyện hết á. Cái xóm đó nó có truyền thống vậy hay sao? Thì cái ông thầy á, ông thầy chùa mà đi tụng kinh á, ông tới ông gỡ ra rồi ông thầy còn nhớ đó. Ông mới nói bây giờ đi mua rượu trắng á, rồi bóp vô trong cái gân đó một chút cho nó nóng lên, rồi nó mới mềm, nó mới giãn ra được. Thầy nhớ hoài cái cảnh đó, cho nên tới gần mấy ông thầy cũng sợ đám ma. Tại vì mấy ông đi đám ma rồi sợ ma âm binh theo ổng, rồi mình tới mình lạng quạng rồi âm binh nó hốt mình, cho nên cũng sợ mấy ông thầy, không có gần. Mà cộng thêm mấy thầy cái thời đó lạnh lùng ghê lắm, không có thân thiện, giống như thầy chủ trì ở đây nói cái cười. Mấy thầy đó lạnh lùng lắm, khó khăn do cái cuộc sống quý vị. Đâu có ai đi cúng, đi bái, đi phụ gì, cuộc sống ai cũng khó khăn, cho nên phẩm vật họ đem đi cúng dường cũng rất là hạn chế. Chính vì vậy các thầy phải tự lo lấy cái kinh tế của nhà chùa, tức là phải tự túc, có khi phải làm tương làm chao đi bán,
rồi làm ruộng, làm rẫy tự sống, không có tiếp xúc các thầy một cách dễ dàng. Cho nên mình không có được cái phước để tiếp cận với giáo lý của Đạo Phật. Mấy đứa con bây giờ xin lỗi, ấn tài ra, bấm một cái thôi là có kinh, có pháp rồi. Tuyển lựa ca sĩ tức là chọn thầy nào cũng được, thích thầy nào chọn thầy đó. Trời ơi, sướng quá, tu vậy còn đổi gì nữa. Chúng ta có điều kiện để tiếp cận với chánh pháp là một cái phước mai. Cái này ở trong kinh gọi là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư đó. Tức là mình sanh ra ở đâu, nhưng mà cái nơi mà mình sanh ra đó, nó rất là quan trọng. Nó là trung tâm của một quốc gia, có ánh sáng của Phật Pháp, có sự giao lưu của các nền văn hóa. Đó là cái phước của mình. Bây giờ thí dụ như mình sanh tới một cái nơi mà biên giới mà chưa có điện, rồi làm gì mình có chuyện mình đi chùa, mình tụng kinh, mình lễ Phật rồi này kia cái nọ, sao mình có điều kiện nữa. Đầu tắt mặt tối mà đi làm đó. Đi lên cao nguyên đi, trồng tiêu với trồng điều đó, rồi cuộc đời của mình nó tiêu điều luôn. Có đâu mà đi chùa, đi lễ Phật, làm sao có thời gian nữa. Cũng có chùa ở xứ đó, nhưng mà mình không có tâm trí nào nữa hết. Hoặc giả là mình có chùa, nhưng mà cũng không có ai hướng dẫn mình, cũng không ai dạy dỗ tận tình, cũng không ai chăm sóc cho chúng ta. Nó mấy đứa con tới đây mới xuất gia gieo duyên thôi. Mình thấy mình rất là có phước. Từ bữa ăn, từ giấc ngủ, từ cái cách lại, từ cái cách ngồi thiền, từ cách bái sám, đều có người hướng dẫn ân cần trong từng thời khóa một. Nội buổi sáng không nghe hai thầy giảng, mà nghe ban tổ chức nói là mời sao không đó. Cái này thầy không có tự nhận mình, không có nổ, mà nghe ban tổ chức nói vậy có nghĩa rằng là rất ưu ái và rất đặc biệt quan tâm tới cái khóa tu này. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta đang được tưới tẩm bởi tình thương và cái sự ươm mầm tuệ giác của các vị tôn túc, đặc biệt đó là thượng tọa trụ trì cùng với lại chư tôn đức trong ban tổ chức. Thì cái này không phải ai cũng có. Thì để rõ hơn về cái công đức xuất gia, thầy xin phép được đọc một vài đoạn trong cái bài kinh công đức xuất gia cho quý vị nghe. Kinh này, bộ kinh này được trích ra từ ở trong Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tân Tu Tạng. Tôi nghe như thế này: một thời Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, đến giờ thọ trai Đức Phật vào thành khất thực. Bây giờ trong thành Tỳ Xá Ly có một Lê Sa tên là Tỳ La Tiễn Na. Lê Sa tức là một cái vị trưởng giả đó, một cái người giàu có. Tỳ La Tiễn Na là tên tiếng Phạn, Trung Quốc mới dịch là Dũng Quân. Tỳ La Tiễn Na có phước báo như trời và các tiên nữ đồng nô đùa. Dương tử này và các thể nữ ở trên lầu vua chơi, đắm đuối trong sắc dục. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng nhất thiết trí nghe được âm thanh ấy, mới bảo A Nan rằng: ta biết người này tham đắm dục lạc, sau 7 ngày nữa thì mạng chung. Như vậy anh ta sẽ xa lìa hạnh phúc bên người thân, nhất định phải chết. Này A Nan, nếu người này không bỏ dục lạc, không xuất gia, thì khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Lúc bấy giờ dâng lời chỉ dạy của Đức Phật, muốn lợi ích cho dương tử này, nên tôn giả A Nan đi đến nhà của anh ta. Khi nghe tin A Nan đến ở bên ngoài, dương tử liền đi ra nghênh đón với lòng tôn kính, thỉnh A Nan vào nhà an tọa. Tôn giả A Nan vừa an tọa thì dương tử khởi tâm cung kính thưa với tôn giả A Nan rằng: quý thầy, người bạn tốt đã đến đây, hôm nay thật là đúng lúc tôi gặp được tôn giả, hết sức là vui mừng. Nếu tôn giả hoan hỷ có thể dạy bảo cho tôi về giáo pháp của Phật, giúp tôi được an lạc.
Dương Tử thưa thỉnh như vậy đúng 3 lần. Tôn giả A Nan muốn Dương Tử được nhiều lợi ích nên im lặng không nói. Khi ấy Dương Tử lại thưa rằng: Tỳ Na A Mâu Ni Đại Tiên, lợi ích cho tất cả chúng sanh, có hiềm hận gì mà mặc nhiên không nói? Không thấy nói gì đến lần thứ 3, thầy là người giữ Phật pháp lợi ích cho thế gian. Khi ấy Tôn giả A Nan đau buồn mà nói rằng: Hãy lắng nghe đây, sau 7 ngày nữa anh sẽ chết. Nếu anh ở trong ngũ dục mà không giác ngộ, không xuất gia, thì mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Phật là bậc nhất thiết trí, chánh ngữ, chánh thuyết đã nói về anh như thế. Dưới như ngọn lửa thiêu đốt mọi vật, thải điều không sai. Anh nên suy nghĩ cho kỹ điều này. Sau khi nghe Tôn giả A Nan nói như vậy, Dương Tử quá lo sợ, buồn rầu, sầu muộn, không vui vẻ mà thưa rằng: Theo lời chỉ dạy của Ngài thì tôi phải xuất gia, nhưng tôi muốn hưởng thụ tất cả những khoái lạc thêm 6 ngày nữa. Đến ngày thứ 7 tôi sẽ giả từ người thân quyết định đi xuất gia. Quỷ này nó còn tiếc.